giờ chúng tôi xin được phép giới thiệu tới hai vị khách mời. Thử thách đầu tiên của chương trình được mang tên là Xuyên Thấu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba cô gái xinh đẹp, nhưng họ sẽ đứng sau ba bức màn. Mình sẽ được nghe họ trò chuyện, tâm sự, nói về quan điểm, tính cách. Rồi sau đó mình phải hình dung được cái người này mắt, mũi, miệng hay là dáng người nó ra làm sao. Sau khi mình nhìn thấy ba gương mặt hiện trên màn hình phía trên này, nhiệm vụ của chúng ta là phải chọn lựa gương mặt này thuộc về hình dáng nào. Nếu đúng, được 5 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với vòng 1 được mang tên Xuyên Thấu. Wow. Ba cái dáng rất là nữ tính, rất là xinh đẹp. Không biết là anh Vũ Hà, sau khi nhìn ba cái dáng này, anh ấn tượng nhất với người số mấy ạ? Ấn tượng nhất với cô bà, gái số 3. Có một cái tương đứng rất là... rất là ố la la. Ố la la là tương đứng như thế nào nhỉ? Một người rất là lạc quan và đặc biệt cô gái này bảo đảm rất vui tính. À. Chỉ có những người vui tính như thế này thôi là đã. Ố la la. Ố la la. Còn anh Hiếu ạ? À? À, ấn tượng cô ở giữa. Vì sao ạ? Thấy tướng của nó đẹp nhất. Và bây giờ xin mời phần tự giới thiệu của cô gái đầu tiên, mời bạn. Chào mọi người, bạn bè thường gọi tôi là búp bê, nhưng tôi thấy mình chẳng giống búp bê một tí nào cả. Tính cách của tôi thì hơi cá tính và mạnh mẽ một chút. Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay nghe nhạc, đi ăn và trò chuyện cùng ba mẹ. Tôi có thói quen quan sát và để ý tính cách của những người xung quanh mình. Với những người tôi cảm giác an toàn nè và chân thành thì tôi mới tiếp xúc và trò chuyện. Còn gặp con trai mà thả thính thì thường tôi sẽ không trả lời và bỏ đi. Quan điểm của tôi trong tình cảm là phải có quá trình và thời gian. Tôi không tin cái gì gọi là tiếng sét và ở tình cả. Một cô gái có một giọng nói trầm. Một cô gái có cá tính nè, cá tính mạnh. Nhưng khi cô ấy nhõng nhẽo thì rất là nữ tính. Bây giờ anh có thể nói về diện mạo của cô gái này không ạ? Có một gương mặt thon. Thon thon. Cặp mắt hơi hết một chút. Hơi sét. Mắt sét lên đúng không? Đúng là hơi. Gò má có hơi cao không? Không không không, gò má không cao đâu. Cái đôi môi mỏng. Mỏng hay là mỏng? Môi mỏng. Mỏng. Mình nghĩ chắc cái cô này chắc cũng hơi dữ, nghe giọng dữ quá. Chưa gì hết trơn, nói ta Hiếu. Dữ hả? Hiếu. Dạ, con gái người ta em nói là cá tính chứ đừng có dữ. Ừ. Cá tính. Nói chung là hơi dữ. Trời đất ơi. Hiếu. Dạ. Mình biểu cảm lên nha, mình mới khen bạn. Nói vậy bạn hơi dữ. Bạn buồn á. Thì có gì đâu buồn, mình đoán là bạn này thì chắc là mắt chắc xích lên tí nè. Xích lên. Thế sao? Cỡ nào? Cỡ nào? Này không? Mắt vậy nè. Cỡ em không? Cỡ em không? Cỡ em không? Chắc cũng cỡ đó. Nói chung là nhìn tướng bạn này rất là giống mối tình đầu của mình. Mối tình đầu của mình thì cũng hơi dữ đó. Môi thì hơi mỏng xíu. Hơi mỏng. Mũi thì hơi tẹt, da hơi đen. Tại sao vậy? Trời ơi Hiếu ơi Hiếu. Trời ơi. Dạ. Không có được nói con gái là mũi tẹt mà nó là mũi chưa sửa. Mà da thì hơi đen. Da hơi ngâm thì khi chơi thể thao nhiều á. Cảm ơn anh. Còn bây giờ xin mời phần tự giới thiệu của bạn số 2. Em xin chào mọi người, biệt danh của em là Gấu. Bạn bè gọi như vậy chắc là do em đầu gấu nhất đám. Nhưng mà thực chất em lại là một người dễ gần, dễ nói chuyện, nhiệt tình và em là một người rất là dễ thương á nha. Em rất là thích chơi thể thao để luôn giữ cho mình một thân hình đẹp và khỏe khoắn. Mẫu bạn trai mà em hướng đến là một người thông minh, là một người điềm tĩnh, kiên nhẫn nhưng mà phải có một chút xíu hài hước ngầm nữa. Em tin rằng giác quan thứ 6 của mỗi người là giác quan cực kỳ nhạy bén và đặc biệt là khi đối với những người mà họ yêu thương. Cảm ơn bạn. Bây giờ em thích hỏi anh Hiếu trước nè. Anh có cảm nhận gì về bạn Gấu? Bạn này thì chắc là hiền. Công việc chắc làm ở tổng đài viên chăm sóc tâm sự tình yêu gì đó. Ngày vừa xưa mình có tật mình hay nhá máy thôi. Rồi mình thích nghe giọng của mấy người tổng đài đó. Dễ ngủ. Dễ thương ha. Cái tật mà họ biết gặp ở ngoài là họ quýnh đó nha Hiếu. Thật á. Hồi nhỏ chứ bây giờ làm gì sao dám là làm giờ gì. Giờ có hay bị người ta nhá lại không? Cũng bị hoài. Ừ, thì là quả báo đó. Nghiệp đó, cái nghiệp đó anh Hiếu. Là sao đó anh? Diện mạo nè, gương mặt nè. Mình không biết là diễn tả mắt mũi sao nhưng mà chắc là hài hòa. Hài hòa. Hài hòa, mắt chim bồ câu hả? Nên là mắt sao? Tròn, à, mắt tròn, mắt bồ câu. Mắt sáng. Mắt bồ câu chứ không ai kêu là chim cả. Mũi bình thường không cao lắm, chưa sửa mũi. Rồi miệng trái tim. Môi trái tim chút chim giống em đúng không? Anh dạy em á, ai cũng giống em á, em là quỷ. Môi em sao anh Hiếu, môi em sao?
Thấy hơi dịnh dịnh chứ không hay là trái tim luôn. Nói chi cho bị đâm cũng biết nữa. Em đem để ý anh rồi cho anh Hiếu. Thôi vậy thôi, bé này rất là dễ thương. Cảm ơn anh Hiếu. Xin mời anh Vũ Hà. Nghe giọng nói của cô bé này thì anh nghĩ đến một nữ ca sĩ mà cũng điệu, điệu mà chảy nước luôn đó. Là ai? Đó là bé Huỳnh Thục. Huỳnh Thục đúng không? Em cũng định nói. Dễ thương giống như vậy. Gương mặt có giống vậy không? Anh có cảm giác cô này có cái cặp mắt to, đôi môi thì chúng chiếm, hơi dảnh. Hơi dảnh giống già vậy đó. Có nghĩa là nó, tại vì cái kiểu kiểu. Và đặc biệt là cô bé này biết chăm sóc bản thân. Vâng, và bây giờ xin mời bạn thứ ba ạ. Xin chào, biệt danh của tôi là Bánh Bèo. Bạn bè hay gọi như vậy. Chắc cũng tại tôi thích màu hồng và thích trang phục nữ tính. Tôi thích sự nhẹ nhàng. Nhiều khi thấy mình hơi dễ xúc động, dễ khóc, dễ vui. Tuy nhiên thì trong công việc và tình yêu, tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán và đặc biệt rất là thích chạy mô tô, có thể chạy được phân khối lớn. Và đối với tôi, một chàng trai đặc biệt không phải là đẹp trai, mà tiêu chí tiên quyết phải là sạch và thơm. Ngoài ra thì cũng nên chân thành, tự giác và hiểu chuyện nữa. Vậy thì hy vọng chương trình ngày hôm nay hai người chơi hãy phát huy thật tốt giác quan thứ 6 của mình nha. Rất là dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ, thân hình mảnh mai nhưng mà lại rất là thích chạy xe mô tô. Mình nghĩ bạn này chắc cũng hơi đàn ông xíu. Nhưng mà cái giọng nhỏ nhẹ lắm. Thì giọng nhỏ nhẹo thôi nhưng mà cá tính chắc là cũng hơi mạnh à. Mặt thì cũng chắc cũng hơi dữ dữ đó. Tại sao, điều gì khiến cho Hiếu nghĩ bạn này dữ? Thì mình thấy là mấy bạn mà hơi cá tính và hơi có tính đàn ông xíu thì sẽ hơi dữ. Cái đó không hẳn là như vậy. Tại vì em cũng biết một số người làm những cái nghề rất là cá tính nhưng mà rất là nữ tính. Ví dụ như là lái máy bay chẳng hạn. Phi công nữ đúng anh rồi, hả? Đúng rồi, phi công nữ á. Đúng rồi thì đó. Cái nghề á mình tưởng họ rất là mạnh mẽ nhưng mà nhìn có mấy lần ví dụ mình đi mình nhìn ở ngoài họ rất là nữ tính. Ở nước Việt Nam mình cái nữ phi công gì đâu có nhiều đâu. Không có nhiều à. Cô bé đó hình như anh có thấy hình rồi, đẹp lắm, dễ thương lắm. Dạ, đúng rồi. Rất là nữ tính. Ủa sao tự nhiên anh Vinh đơ vậy? Mạnh đơ kì. Ủa sao vậy? Sao vậy ta không biết luôn. Chúng ta hãy trở về với giác quan thứ 6 của mình đi. Và bây giờ không biết là hai vị khách mời đã muốn nhìn thấy ba gương mặt của... Ủa tôi chưa nói gì mà. Ủa tự nhiên bây giờ nói nhắc đến phi công tự nhiên quên hết là kịch bản. Tôi là người chưa được hỏi mà. Đúng rồi, anh rồi. Sai rồi, xin lỗi nhà đi. Xin lỗi nè. Nghe giọng nói của cô bé Bánh Bèo này với cái giọng giống như là anh cảm giác giống như là sáo. Cô bé ấy đang là nói chuyện bình thường. Cô ấy mà chửi nghe đi. Hết sảy nha. Cô bé này có cặp mắt ngang. Có cặp mắt ngang. Cái lỗ mũi nó sẽ to. Có nghĩa là trên cái gương mặt thì cái lỗ mũi của cô ta sẽ là cái trội hơn. Có nghĩa là nhìn thấy cô ta thì cô bé này sẽ nhìn thấy cái lỗ mũi trước. Mình nghĩ cô bé này chắc là môi cũng hơi dày đó. Nghĩ vậy. Mũi to. Hả? Mà môi hơi dày. Môi dày. Dày kiểu hấp dẫn á. Mắt ngang. Đáng lẽ là người ta phải gọi là môi gợi cảm. Chứ ai gợi kêu mà khen con gái mà môi dày. Môi gợi cảm. Nhiều khi anh Hiếu anh nói em không biết cái đó là khen cái chê luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba gương mặt của ba cô gái, xem là có đúng với những gì mà hai anh nãy giờ nói hay không ạ. Ừ. Xin mời. Ai là gương số ba? Trời ơi, ơi. Bây giờ mình nhìn ba gương mặt ở đây thì mình đi bắt đầu từ bạn đầu tiên đi. Theo hai khách mời thì bạn búp bê sẽ sở hữu gương mặt nào? 1, 2 hay 3? Mời anh Hiếu. Mà số 3 ạ. Vì sao ạ? Đoán bậy vậy thôi chứ cũng chưa chưa có. Anh Vinh ơi, em bắt đầu em thấy sợ khách mời của mình ngày hôm nay. Từ đầu giờ giới thiệu rồi. Một người có giác quan rất mạnh, còn một người có giác quan rất là thạo lao. Hay quá Hiếu ơi. Còn anh Hà, không biết là anh đang lưỡng lự cái gương mặt nào không? Dòng chồng nhìn thường da đen. Trời ơi là trời. Khó đoán nha. Giọng trầm là da đen, anh mặc định đi luôn. Tại vì như thế này nè, cái môi dày đó, nói giọng trầm lắm mà cái môi mỏng nói giọng nó mới cao. Anh biết mà, thì giọng anh cao, cái môi anh mỏng anh biết mà. Khó đoán nha. Anh nghĩ là với cái giác quan tào lao thì anh nghĩ là anh chọn chung đi. Cô bé có nickname là búp bê. Đê. Là gương mặt. Gương mặt số 3. Và cả hai khách mời đều đưa ra đáp án là gương mặt số 3. Tiếp theo là cô gái có biệt danh Gấu. Theo hai khách mời thì cô ấy sẽ sở hữu gương mặt nào? Mình nghĩ cái người số 2 bé Gấu á, là bữa nãy mình như mình đoán nghe cái giọng rất là giống kiểu như là chăm sóc khách hàng hoặc là làm nhân viên văn phòng gì đó thì sẽ luôn luôn nở nụ cười. Thấy rất là hợp với số 1, tại vì bạn số 1 lúc nào cũng tươi cười hết á, và lúc nào cũng vui vẻ. Có vẻ như anh Vũ Hà cũng đang gật gù nhỉ?
Đó chứ anh chọn chung với Hiếu đó, tại vì Hiếu đã phân tích rồi, với cái gương mặt và cái nụ cười như thế này thì rất là xứng đáng để trở thành một tổng đại viên. Với cái giọng nói như vậy. Với giọng nói dễ thương như vậy. Ủa anh với em chơi vậy rồi ai thắng ai thua trời. Anh Hà sau này anh cũng có lập trường vậy nè. Anh cứ bắt trước anh Hiếu hoài vậy. Ví dụ mình đổi được không em? Được. Búp bê là anh xin lựa chọn là cô số 2. Búp bê là số 2. Rồi xong tôi chỉ đổi vậy thôi đó. Anh Vũ Hà lựa chọn bạn búp bê sẽ là gương mặt số 2. Đúng. Bạn gấu sẽ là gương mặt số 1. Còn bạn cuối cùng là bạn bánh bèo là gương mặt số 3 luôn. Đúng. Rồi. Chốt. Vì cả hai đều chọn bạn gấu là gương mặt số 1 nên tôi sẽ mở bức màn của bạn gấu trước nha. Xin mời bức màn của bạn gấu. Chúc mừng hai anh, hai anh đã chính xác. Và hai anh đã mang về cho mình mỗi người 5 điểm. Chúc mừng. Bây giờ chắc là mình sẽ cùng mở cả hai bức màn lên luôn. Xin phép vén hai bức màn lên ạ. Wow, anh Hà đã xuất sắc thay đổi ở phút cuối cùng. Điều gì khiến anh có thể xuất sắc như vậy anh Hà? Tại vì cô gái khi mình chụp hình mà mệt mỏi đó thì anh nhìn thấy bắp tay bắp chân, có nghĩa là phải bự con. Thì khi mà anh nhìn cái bóng của các cô gái thì anh nhìn thấy cái cô gái số 1 này bự nhất, cho nên anh quyết định anh phải đổi. Búp bê ơi. Dạ. Nãy giờ em đứng đây và em nghe anh Hiếu nói cái cô này giọng dữ lắm, thì em thấy sao? Dạ không phải đâu, tại vì em rung á nên cái cảm âm nó hơi chậm xuống một chút. Chứ thiệt sự thì em không có dữ lắm đâu anh, cũng được thôi, xài được. Hiếu vẫn còn cảm thấy dữ không? Không, không thấy, hết rồi. Dám nói dữ á. Cái gu của cô thứ ba nè. Cô mà mồm mũi tẹt môi dày gì đó. Mắt ngang gì đó. Trời đất ơi, con người ta lung linh vậy mà nở lòng nào tả thấy sợ luôn hả? Không biết là em nghe anh Hà anh diễn tả em có buồn không? Dạ không sao ạ, quan trọng là anh Hà đoán đúng là được. Đó, anh đoán đúng mà, thấy không? Nhưng mà bạn này kêu chạy mô tô khó tin quá à. Thấy tướng hiền khô à. Đâu có sao đâu, chạy được dễ mà, đâu có gì khó đâu. Tại vì mình thấy mấy người chạy mô tô toàn tướng bự bự nếu mà con gái. Dạ không, em chạy được ạ. Ủa chạy rồi hả? Dạ nhưng mà với điều kiện là phải có người dắt xe giùm. Vậy hiểu rồi ha, đó. Ủa vậy sao kêu chương trình nói thiệt ta? Nói thiệt mà. Dạ đúng rồi, thì bạn dắt xe ra rồi em leo lên chạy thôi, chứ dắt không nổi. Ủa nãy giờ nghe giới thiệu em tưởng trong hội đua mô tô chứ. Do mình tưởng thôi chứ cậu không nói vậy. Đúng, chẳng ai nói là bạn trong hội mô tô hết trơn anh. Nghe tiểu mô tô mình tưởng đâu trong hội. Vâng, như vậy thì hiện tại là anh Hà đã dẫn trước 15 điểm, còn Hiếu là 5 điểm. Cơ hội vẫn còn để chúng ta gỡ lại. Và trước khi đến với cơ hội đó, chúng ta hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút.